Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng lâm nguy, tài liệu mật về ông Thủ tướng bung bét từ trong đến nước ngoài. Như tờ Thời báo.d đã từng đưa tin trước đây hơn một tháng từ nguồn tài liệu mật, những mối quan hệ bí mật của ông Đương Kim Thủ tướng Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ mua bán vũ khí và cho đến hôm nay tài liệu mà Thời báo.d đã từng có trong tay đang dần khẳng định nó là tài liệu khả tín. Vào ngày 30 tháng 8, tờ báo Intelligence Online loan tin ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IEC mà bà chủ tịch là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn lệnh truy nã từ trong nước. Vụ này đã bị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Thông tin này đã lặp lại những gì mà tờ Thời báo.d đã đưa tin trước đó. Đây là hình ảnh bí mật bị Intelligence Online bật mí. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang từng bước vững chắc đi những đòn hiểm nhắm vào ông Thủ tướng đương nhiệm. Bước đi gần đây nhất vào ngày 18 tháng 8, cơ quan điều tra của Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn biến của cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào hồi năm 2012. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn bán vũ khí với các nhà thầu cung cấp thiết bị quân sự của Israel có liên quan đến cơ quan tình báo nổi tiếng của nước này và cả Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Với trách nhiệm giải mật thì tờ Thời báo.d đề cập đến. Tuy nhiên, với trường hợp vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được ông Tô Lâm thực hiện, thì quá trình điều tra đang bị vướng vào rất nhiều thông tin nhạy cảm. Hiện tại, theo thông tin mà chúng tôi nắm được, là giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dường như đã thống nhất là dùng vụ án khác để quyết bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tránh nói đến về vấn đề mua bán vũ khí vì nó liên quan đến bí mật của nhà nước và lĩnh vực quốc phòng. Thực ra, cho đến ngày nay, chuyện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ông Thủ tướng ưu ái cho việc trung gian mua bán vũ khí cho Bộ Quốc phòng không còn là bí mật nữa vì nó đã bị lộ ra từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư cấm hệ thống báo chí tại Việt Nam và cả cơ quan điều tra nhắc đến vụ sai phạm này mà thay vào đó tìm những lối khác để lấy cớ bắt cho bằng được bà Nguyễn Thanh Nhàn về Việt Nam để quy án. Nhiệm vụ của ông Tô Lâm là bắt được bà Nhàn khai thác vấn đề mua bán vũ khí và dùng nó làm công cụ triệt hạ ông Thủ tướng, chứ không truy tố bà Nhàn về tội này. Đây là hình ảnh hai nhân vật chính mà ông Tổng đang nhắm đến. Như vậy, qua những gì tờ Thời báo.d nắm được từ tài liệu mật trước đây và từ những thông tin được nguồn tin riêng cung cấp, ông Tổng Bí thư đang khởi tố vụ án bà Nhàn vì động cơ chính trị. Hiện tại, ông Tổng không có nhu cầu giành chiếc ghế với ai cả. Ông Tổng bây giờ chỉ dành chiếc ghế cho đệ tử của ông, chứ ông không dành ghế cho bản thân mình. Vậy câu hỏi là ông Tổng lãnh đòn hiểm và ông Phạm Minh Chính là để dọn đường cho ai đây? Ông Nguyễn Phú Trọng là người đa mưu túc kế. Có lẽ trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không ai qua mặt được ông Trọng. Vì thế, ông luôn làm chủ cuộc chơi bằng nhiều dự tính của đối thủ không thể ngờ tới. Những gì bề nổi ông Nguyễn Phú Trọng cho mọi người thấy, đấy là những gì ông muốn cho bản dân thiên hạ cùng biết. Còn những gì ẩn giấu bên trong là quan trọng. Khi những đòn hiểm được lộ ra thì e là đã quá muộn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư vẫn là người ra những đòn hiểm khó ai đỡ nổi. Ông Thủ tướng đương nhiệm không phải là thế lực dễ quật, kể cả đối với người nắm trong tay quá nhiều đồ chơi như ông Tổng Bí thư. Vì thế mà ông Trọng biết phải nhắm vào huyệt hiểm mà ra đòn. Thế lực ông Thủ hiện nay đã có một phần của đối thủ chính trị của ông, của Nguyễn Tấn Dũng góp một tay vào. Tuy ông Dũng không còn quyền lực nhưng ông có kinh nghiệm và các mối quan hệ cũ còn rất nhiều. Nhắm vào ông Thủ hiện tại cũng là cản đường được cho cậu con út đã đối thủ Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục tiến vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Một công đôi đường. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tạm hoãn xem phim 18 cộng. Ông Chủ tịch chui vào hang ổ của ông Thủ, dụng ý gì?
Có người thì nhận xét với ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng ông Chủ tịch nói riêng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung hầu hết là chưa trưởng thành về nhân cách. Bởi người có nhân cách lớn thì bỏ ngoài tai những lời sàm tấu vô căn cứ. Còn những bậc tiểu nhân thì mới hay soi mói những lời nói vô thưởng, vô phạt của thiên hạ khắp nơi. Hầu hết các nhà bình luận có tiếng trên trang Facebook đều cho rằng streamer Milona, tức là Nguyễn Thị Thanh Loan, cho rằng ông Chủ tịch nước bị hói đầu vì xem phim 18 cộng. Chuyện nực cười là ông Chủ tịch nước lại xua bộ máy chính quyền trừng phạt cô gái phát hình trực tiếp này. Cũng bởi vì hành động này mà ông Chủ tịch nước bị nhiều người liệt vào hàng tiểu nhân để bụng. Và cũng vì hành động này mà có người cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nghiền xem phim 18 cộng là có thật. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Phúc giật mình phản ứng rất mạnh vì bị cho là xem phim 18 cộng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói câu: mình phải có thế nào thì người ta mới như thế chứ. Thì quả là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang làm đúng lời nhận xét của ông Tổng thật. Ông Chủ tịch có phản ứng như thế nào thì người dân sẽ hiểu ông có như thế đó. Theo khảo sát của tờ Thời báo .d, có hơn nửa người được khảo sát cho rằng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có tật giật mình. Quả là một bất ngờ, bởi vì qua những bình luận của bạn đọc đã chia sẻ điều đó rất rõ ràng. Không biết ông Chủ tịch nước có tật hay không mà lại giật mình. Mà cho dù có nghiền xem phim 18 cộng thì đã làm sao? Có người có ý kiến như thế: ông Chủ tịch có nghiền phim 18 cộng thì cứ xem, miễn sao ông không làm gì sai trái với xã hội, với luật pháp là được, có gì phải giật mình đây. Vào ngày 29 tháng 8, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về sân nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tỉnh Thanh Hóa để làm việc. Có người nhận xét vui rằng ông Chủ tịch nước tạm gác chuyện xem phim 18 cộng lại để lo việc công. Nghe thật buồn cười nhưng biết đâu đấy lại là sự thật thì sao? Cũng như tờ Thời báo .d đã đưa tin, những ngày gần đây, đặc biệt là gần hội nghị Trung ương lần thứ 6, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoạt động rất mạnh, mục đích là lấy hình ảnh. Ai cũng biết chiếc ghế Chủ tịch nước là ghế không có thực quyền, nhưng ông rất năng nổ. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước vào sân nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhiều người đặt câu hỏi rằng ông Chủ tịch nước về tỉnh nhà của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để làm gì vậy? Ông muốn bắt tay với cánh Thanh Hóa của ông Chính hay về đấy để ông soi những vấn đề của tỉnh này? Vẫn chưa biết được. Hiện cả ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đều dính vết đen khá lớn vào vụ Việt Á. Vì thế mà Vương Đình Huệ có thể có lợi thế hơn trong cuộc đua tới đây giành chiếc ghế quyền lực nhất của Đảng, đó là Tổng Bí thư. Và lúc này hai ông cần phải gác lại chuyện bóc mẽ nhau để vượt qua khó khăn thì hơn. Vì thế cũng có người nghĩ rằng chuyến về xào huyệt của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến đi tạo hình ảnh tốt đẹp chứ không moi móc những sai phạm của nhau. Nếu ông Phúc và ông Chính càng đấu, cả hai ông càng bất lợi. Ông Chủ tịch nước không có khoan nói. Khi đứng trước công chúng, ông ăn nói không ra một lãnh đạo mà giống với một anh hề hơn. Tuy nhiên, về thủ đoạn chính trị thì ông Chủ tịch nước là người vượt trội. Trong tình thế nhiều tiêu cực từ người vợ bủa vây ông dư sức hiểu ra ông cần phải liên minh với ai để giúp đỡ bản thân mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay hình ảnh ông Tổng nâng đỡ cho Trịnh Văn Quyết đang hiện lên ngày một rõ hơn. Đây chính là cơ hội lớn của ông Chủ tịch và ông Thủ tướng ra tay đánh cú đòn quyết định. Trước đây có trang Chân Dung Quyền Lực và trang Quan Làm Báo lập ra là để đánh cho sụn những quan chức dính chàm. Thì đây là những cách mà ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng có thể bắt tay để thực hiện. Không biết hai ông này có gác qua một bên chuyện ganh đua để hướng về một đối thủ nặng ký hơn hay không. Nếu cả hai ông này không liên kết thì có thể nói các ông chẳng làm được gì ông Tổng, vì bằng chứng ông Tổng nâng cấp và nâng đỡ cho Trịnh Văn Quyết vẫn rành rành ra đó trước bản dân thiên hạ.